Ba đời không hết nghèo đói vì bàn thờ đặt năm thứ này dễ đắc tội với thần linh. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, theo phong tục tập quán của người phương Đông nói chung cũng như là của người Việt Nam nói riêng, thì thờ cúng là một nét đẹp văn hóa tiêu biểu. Tuy nhiên, bên cạnh cái ý nghĩa tâm linh cao đẹp thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến khía cạnh phong thủy học mà cái tập tục này chứa đựng. Đối với tập tục thờ quan thần linh, phong thủy học cũng quan niệm rằng những đồ dâng cúng lên ban thờ đều phải là đồ thật, đẹp đẽ, trang nghiêm thì mới có thể xin người ở trên ban cho may mắn và phúc lộc. Vậy thì đâu là những cái đồ vật cấm kỵ không được bày lên trên ban thờ quan thần linh? Câu trả lời sẽ có ngay trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bàn thờ đặt thứ này đắc tội với thần linh. Không đặt những thứ này ở trên ban thờ thần linh gia tiên để tránh phạm những cái lỗi phong thủy đắc tội với thần linh. Một là đồ giả. Theo quan niệm của người xưa thì bày đồ giả như là hoa giả, quả giả, tiền giả lên ban thờ sẽ mang tội bất kính với ông bà tổ tiên, với thần linh gia tiên. Dù đây được cho là những cái món đồ trang trí và được khá nhiều người yêu thích khi mà bày trên ban thờ vì cái tính thẩm mỹ và cái tính kinh tế. Không những thế, nó còn thể hiện cái thái độ không thành tâm, sự hời hợt. Bởi đồ giả được làm bằng nhựa, tuy đẹp và bày được lâu nhưng lại làm giảm bớt cái công sức dọn dẹp. Điều này là tối kỵ với bàn thờ ông bà tổ tiên. Những đồ thờ dâng lên ban thờ đều phải là đồ thật, đẹp và trang nghiêm thì mới có thể xin những người trên ban cho may mắn và phúc lộc. Do đó, thay vì mua toàn những đồ giả đặt lên ban thờ, các bạn hãy mua hoa quả tươi hàng ngày và thường xuyên dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ và thơm tho. Có như vậy thì mới thể hiện được cái tấm lòng thành kính. Khi đó thì phúc lộc và tài vận thì mới được lâu dài. Thứ hai là giấy tiền và vàng mã. Với quan niệm là trần sao âm vậy, thì người Việt luôn sắm sửa những lễ lạt từ tivi, mũ, giấy đến nhà lầu, xe hơi vân vân đến quần áo cho các bậc thần linh gia tiên nhà mình. Đốt vàng mã và thờ cúng tổ tiên thì phải biết cách, bằng không ấy sẽ chỉ làm hại cho những cái người quá cố. Nhiều nhà có thói quen là giữ lại giấy tiền vàng mà sau mỗi cái lần cúng ông bà tổ tiên để ở trên bàn thờ. Nhưng đó là một cái thói quen sai lầm. Khi cúng ấy, thì các bạn cần phải đem giấy tiền và vàng mã đi hóa ngay thì các bậc gia tiên mới có thể nhận được. Ở trong quá trình hóa vàng mã thì các bạn hãy đọc một bài khấn để ông bà tổ tiên có thể nhận được chúng. Tuyệt đối không nên để chúng quá lâu trên ban thờ, kẻo lại mất gì, mất thiêng. Khi đốt sẽ không nhận được cái sự hanh thông và không được gì tới tay của người nhận. Chính điều này sẽ làm ảnh hưởng khiến cho đường tài vận của con cháu, của những người trong gia đình bị cản trở, thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại. Cái lễ hóa vàng mã thường được thực hiện ở những cái góc sân hoặc góc vườn, những nơi sạch sẽ trước cửa nhà. Theo đó, khi mà gần hết một tuần hương thì người ta bắt đầu là gì? Tiến hành hóa vàng mã. Thưa quý vị, mỗi cái lễ hóa vàng mã đều được hóa riêng từ các bậc cao xuống theo thứ tự là gì? Thần linh trước, sau đến gia tiên sau và đến các gì? Đến các vong hồn sau nữa. Thứ ba là chân hương vòng. Một điều cấm kỵ khác mà rất nhiều người mắc phải đó là tự tiện cắm chân hương vòng vào cái bát hương trên ban thờ. Điều này được cho là không nên vì chỉ ở các nơi thờ tự như là đình, đền, miếu, phủ, chùa, chiền ấy thì mới cho cắm que sắt vào trong bát hương để thắp hương vòng. Theo các chuyên gia tâm linh cũng cho rằng các đồ mà như kim loại như là lư đồng, chân nến hoặc là que sắt vân vân khi cắm vào bát hương hoặc là đặt trên ban thờ thì không hề tốt cho cái sức khỏe của gia chủ. Nếu các bạn muốn đốt hương vòng thì hãy đốt bên ngoài cái bát hương, đặt lên một cái đĩa là được. Thêm nữa là đối với những ngày Tết Nguyên Đán thì các bạn nên sử dụng các loại hương đốt trong 3 ngày Tết thay cho cái hương gì, cái hương bình thường. Nhưng ngày thường thì không nên quá lạm dụng để tránh cái tài vận bị lận đận và phúc lộc bị cắt đứt. Thứ tư là không nên dùng cát để bỏ vào trong bát hương. Quý vị thân mến, bát hương thì bắt buộc phải có một phần cho để giữ cho cái chân hương đứng vững. Nếu như các bạn dùng cát vào bát hương thì một thời gian sau cát sẽ đông cứng và sẽ rất khó cắm hương là điều thứ nhất. Do đó, cái lời khuyên của các chuyên gia phong thủy là nên dùng cho nếp tự đốt hoặc là cho nếp ở các cửa hàng bán. Quý vị hãy lọc sạch sẽ những cái bụi bẩn ở trong đó ra, những cái tạp chất ở trong đó ra. Phần cho này tốt nhất là cho nếp được đốt từ cho của cây dâm nếp, nếp cái hoa vàng và đã được thì dần sàng kỹ để cho mịn và sạch, không lẫn những cái thứ tạp chất khác. Tuyệt đối không được dùng cát để thay thế cho cái phần cho này. Nếu mà có hành động này ấy, thì sẽ khiến cho ông bà tổ tiên khiển trách mà gặp nhiều cái khó khăn trên cái con đường công danh sự nghiệp. Vợ chồng thì không được hòa thuận và sức khỏe thì ngày càng một suy yếu. Thứ năm là một số loài hoa. Một bình hoa hay là một lọ hoa tươi ấy, là một điều không thể thiếu trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần linh gia tiên.
Tuy nhiên, không phải muốn đặt hoa gì lên đó thì cũng được, đặc biệt là những cái loại hoa sau. Một, cúc vạn thọ. Nếu hoa cúc vàng được mọi người tin tưởng trưng bày trên bàn thờ với thông điệp là tưởng nhớ đến người đã khuất, mang nhiều cái niềm tin và hy vọng về ngày mai tươi sáng, thì cái cúc vạn thọ lại có cái ý nghĩa ngược lại. Người ta không bao giờ đặt đóa cúc vạn thọ lên bàn thờ, bởi đầu tiên là cái mùi của loài hoa này là khá là nồng, khó ngửi. Trong khi đó, bàn thờ lại là nơi trang nghiêm, cần phải chọn những loại hoa có mùi thơm, dịu dàng và thanh khiết. Không chỉ thế, cúc vạn thọ còn là biểu tượng cho cái sự tuyệt vọng, cho nỗi buồn tủi, cho sự mất mát. Hơn nữa, nó còn đại diện cho những cái sự tàn ác và sự lạnh nhạt và ghen tuông. Ngoài ra, các cụ cũng cho rằng cúc vạn thọ là biểu tượng của những người đang rơi vào những cái mối tình tay ba hoặc là những cái mối quan hệ ngoài luồng khác. Tất cả những thứ này đều thực sự không tốt. Nếu mà đặt cúc vạn thọ lên trên bàn thờ, có nghĩa là bạn đang khinh hờn với thần linh, đồng thời cũng khiến cho gia đình làm ăn thất bát, khuynh gia bại sản, làm gì thì cũng bị tan nát và thất bại. Hai là hoa phong lan. Hoa phong lan đẹp, nhẹ nhàng, thanh nhã, nhưng chính cái tên của nó, nếu mà bạn mua về để chơi thì được, nhưng mà tuyệt đối không nên đặt trên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian thì chữ phong trong từ phong lan ấy biểu thị cái ý nghĩa là phong tình, phóng đãng, lăng nhăng, nên là không thích hợp để ở những cái nơi mà thờ tự ông bà tổ tiên cũng như là các vị thần linh. Ba là hoa nhài. Tuy là biểu tượng trong sạch, tinh khiết, nhưng trong dân gian, hoa nhài lại là loại hoa mà không đứng đắn, nên không được đem để lễ Phật Thánh cũng như là gia tiên. 4 là hoa ly. Hoa ly là một loại hoa đẹp mắt, đấy, không chỉ ngày Tết mà ngày thường ấy, thì cũng được nhiều người yêu thích và mua về cắm. Tuy nhiên, cái loại hoa này thì tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ. Bởi dù là hoa ly xinh đẹp, rực rỡ, mỹ miều là thế, nhưng nó lại có cái liên quan đến cái sự ly tán, sự chia ly. Đặt một bình hoa ly trên bàn thờ ấy, có khác nào là cầu đi cái sự ly tán, khiến cho mối quan hệ vợ chồng trở nên lục đục. Vợ chồng thì bất hòa, anh em thì hay cãi cọ và xảy ra những xích mích. Đến nỗi là gì? Mỗi người một nơi. 5. Không cúng hoa giả, hoa nhựa trên bàn thờ. Các nhà tâm linh cho rằng không nên cúng loại hoa nhựa, hoa giả để dâng cúng trên bàn thờ. Tuy không mất trang nghiêm, nhưng mà theo quan niệm ấy, đó là sự giả dối. Hoa cúng cũng biểu hiện tấm lòng, do đó không nên dùng lễ giả để biểu thị tấm lòng chân thật. Hiện nay, ngoài việc cúng tổ tiên thì nhiều gia đình còn lập bàn thờ để cúng tế các vị thần linh như Quan Thế Âm Bồ Tát, thần thổ địa, táo công, thần tài, v.v. với niềm tin là cầu các vị thần linh, các vị thần phù hộ độ trì cho gia đình, mong ước được gia đình ấm êm và hạnh phúc, tài lộc dồi dào và đạt được những bước thăng tiến trong sự nghiệp. Cái việc cúng tế thần linh gia tiên thì không thể nào thiếu cái việc sắp xếp bài vị trên bàn thờ. Có những cái vị trí là may mắn, thế nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái điều cấm kỵ nhất định không được phạm phải. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những điều nên và không nên khi đặt bài vị thần linh. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Khi đặt bài vị thần linh nên làm những cái điều sau đây. Thứ nhất, gia tiên là chủ nhân, thần linh là khách quý. Có thể chấp nhận có chủ nhân nhưng không được gì có khách mà không có chủ. Thông thường thì người ta đặt nơi cái thờ tự ấy, thờ cúng tổ tiên trước rồi mới đến thần Phật. Ban thờ có thờ chung thần Phật và bài vị tổ tiên ấy, thì thần Phật được đặt ở bên trái, tổ tiên đặt bên phải. Nếu bài vị đặt ngược thì sẽ gây ra âm thịnh dương suy, không tốt cho phong thủy. Ở trong nhà dễ gặp chuyện thị phi, kiện tụng, bệnh tật không dứt. Thứ hai, Phật, Bồ Tát cũng như là các vị thần linh đều có những cái vị trí và cấp bậc nhất định, cần phải dựa vào cái cấp bậc để thờ cúng chứ không phải là tùy tiện. Mọi người thường nói là lập thờ thì dễ nhưng mà gì giữ lễ thì khó. Nếu như phải mời âm thầm thì lại càng khó giải quyết. Bởi vậy cần phải hiểu rõ cái mục đích cúng thần linh. Nếu như không rõ thì tốt nhất là cần phải mời người có chuyên môn để tư vấn thì cái việc đó mới gì được tốt lành và may mắn. Thứ ba, bài vị của thần linh nên đặt ở những hướng may mắn trong nhà hoặc là cái hướng may mắn của gia chủ. Như vậy sẽ được gì phù hộ may mắn. Thứ tư, bài vị của thần linh gia tiên nên đặt ở phía trước, ở hai bên cửa nhà chứ không nên đặt ở đằng sau. Khi đặt bài vị thần linh cũng cần tránh những cái điều sau đây. Bài vị thần linh đại kỵ ở phía trước của con đường. Bài vị nếu mà bị đường đâm thẳng vào ấy, thì sẽ dễ gây chuyện bất an, tổn hao đến cái cung tài lộc, nhân đinh của cả gia đình. Dễ gây những tai nạn ngoài ý muốn hoặc là gì bị bệnh tật nó tấn công. Bài vị thần linh khi mà đặt ở dưới xà ngang ấy, của ngôi nhà ấy, thì điều này cũng sẽ tạo áp lực lên thần Phật. Đó là một cái điều không tốt, kiêng kỵ. Nếu như đặt chung cùng ban thờ với bài vị của tổ tiên ấy, thì kỵ đặt đồ cúng của tổ tiên và thần linh riêng rẽ. Đối diện với bài vị của thần linh thì không nên đặt bể cá hoặc là gương. Ở phía trước thì không nên đặt những cái đồ điện tử như là loa, tivi, v.v. Đó.
trước và sau khi bài vị của thần linh thì cũng đại kỵ là với giường, với phòng ngủ, với nhà vệ sinh, phòng bếp, vân vân, hoặc là cũng không được đối diện với cửa chính. Người Việt Nam xưa cách đây 2.000 năm thì việc thờ thần mưa, thần gió, thần sấm, thần tài, vân vân, thổ địa cũng được du nhập từ Trung Quốc cổ đại. Văn hóa thờ thần thì ngày xưa vẫn có, không riêng gì những người Công giáo. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tầm quan trọng của bàn thờ thần linh. Trong các cửa hàng và những nơi thường đặt ở một vị thần ấy, thì nên đặt ở phòng lớn. Thần vị lại có hai điểm cần chú ý là không được đối diện với cửa hoặc là gì đối diện với đường đi để tránh cái xung đột mang lại cái đại hung cho gia chủ. Ví dụ như là đối nghịch với tai long thì sẽ tạo ra sự suy thoái về về gia vận. Vợ chồng nhân duyên thì dễ bị rạn nứt. Những người gia chủ trong gia đình nam giới thì dễ mắc các bệnh nặng hoặc là gì bị hoạn nạn. Đối nghịch với nó là bên tay hổ thì trong nhà sẽ có nhiều cái sự tranh chấp nữ quyền hoặc là nam đinh thứ trong nhà, dễ mắc bệnh. Vận đồ của nam giới thì cũng không được thuận lợi, nữ thì nói nhiều và tham quyền lực. Trong nhà nếu như mà bài vị tổ tiên mà cao hơn bài vị của thần linh thì cũng là xấu. Khi đó thì trong nhà dễ có người lớn, dễ bị phạm thượng. Và bề dưới thì coi thường bề trên, tớ thì coi thường chủ, thiên địa thì bị điên đảo và nữ mạnh, nam yếu. Ngày nay có rất nhiều gia đình thờ cúng tổ tiên hai bên, nhưng trên bàn thờ thì nên lấy tổ tiên chính, chính chủ làm đầu. Không nên đồng thời cúng tên bài vị của cả hai họ. Nếu có sự sai lầm này thì sẽ tạo ra cái sự bất hòa, vận thế thì cũng không được hanh thông, nhẹ thì gây ra những chuyện mâu thuẫn cãi vã, còn nặng thì gặp bệnh tật và khó có thể qua khỏi. Thờ cúng thần linh là một trong những cái phong tục tập quán của người Việt có từ lâu đời. Trước kia do cuộc sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên nên người xưa lập đàn cúng tế thần linh ấy, mong được mưa thuận gió hòa, đem đến cái phúc lộc, công việc được thuận lợi, gia đình thì được bình an. Do đó, cái việc đặt bàn thờ thần linh sao cho để phù hợp với phong thủy là điều quan trọng để thu hút tài lộc, thu hút cái vận may và tránh được những điều rủi ro, những điều bất chắc cho gia chủ. Thưa quý vị, như vậy trong video ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về những đại kỵ trên bàn thờ mà quý vị nên biết để tránh gặp phải những cái hung họa và thâu thu được cái tài lộc may mắn cho mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.